Nhưng mà Tý Cô Nương là người tốt hay người xấu? Người tốt đúng rồi, chính xác. Mặc dù là được tạo ra từ kẻ xấu đúng không, nhưng mà lại là sống trong môi trường tốt thành kẻ tốt đúng không, thành người tốt. Anh Khang là Tí Vua phải không? Con gà, đó là xì chôm gì? Xì chôm gì? Con gà, con chuồn chuồn. Ngươi có chuồn chuồn hả? Chuồn chuồn phun lửa đó hả? Ồ, hay quá ta. Phun lửa coi. Lại coi tivi nữa ha. Không có coi tivi. Long à. Chuyện nhỏ nhỏ thôi con. Thì anh kêu bạn, thì cứ thì anh kêu em của bạn anh đỡ em. Thank you.
cho xì chung cởi giường chuồng á hả? Xì chung gì vậy? Xì chung tí gì? Tí gì cởi giường chuồng? Tí gì? Có phải tí, có phải là cứu con à? Thôi thôi con đừng chạy nữa, đừng cứu con lại của cô ba kìa, lại cô ba, cô ba cứu cho con nó, lại cô ba đi nè Long. Không còn tí nữa, thằng này đang lấy nước ruột nè. Đừng, đừng có giỡn, nó ồn ào lắm con. Rồi thôi lại ghế ngồi chơi đi, lại ghế ngồi chơi đi. Lại ghế ngồi chơi đi con, đừng có làm ồn nữa. Dơ đó, dơ đó, bôi bôi bôi, dơ đó con. Đừng có dơ chân luôn.